Ủa em đợi anh có lâu không? Trời ơi anh đi kẹt xe cũng chết luôn, thông cảm đi. Anh chung nãy rồi em tối này cũng cả tiếng đồng hồ ạ. Không phải cũng 60 phút á. Hồi nãy giờ anh kẹt xe hả? Rồi kẹt xe cũng độ 10 nè. Trời, chị mà nãy em cứ nghĩ anh đang đi trên đường có chuyện gì mấy chút nữa là Tốt không bị đi đám mình. Mấy chút nữa là Tốt không bị đi đám mình. Anh cũng có xem qua hồ sơ xin việc của em rồi á. Ngoài cái việc mà em lượm dây chai á, em còn làm cái nghề cũng dài nữa phải không? Dạ đúng rồi anh. Trước đó em đi lượm dây chai mà lượm hoài nó cũng không vào được á, mới chịu nghề đánh dài á. Mà sao chuyển đánh dài em làm hoài nó cũng không khá lên được luôn. Kỳ quá à. Cho nên giờ quyết định xin qua công ty của anh làm. Ê, trời ơi, em làm nghề đánh già mà em muốn giàu hả? Muốn giàu như anh á là phải sử dụng một cái đầu. Ủa vậy hả? Vậy là phải làm một cái đầu hả? Có giàu được. Vậy không lẽ em đi đánh dạy cái em lấy cái đầu em cái em đánh vô cái dài là em làm giàu được hả ta? Công ty của anh á là công ty buôn bán, anh á là cần tuyển nhân viên có đó kinh doanh chút xíu. Tụi em đừng có thấy em đơn giản là tụi em không biết kinh doanh nha, thấy hiện cái đồ đó kinh doanh dữ dằn lắm á. Bây giờ anh muốn em kinh doanh sao anh nói đi. Rồi, ok. Anh sẽ giả sử em nè, anh sẽ cho em 10 triệu á. 10 triệu? Đúng. Với cái nghề đánh dạy của em á thì em sẽ làm gì? Cái bộ gì? Em mua một chiếc xe đạp điện. Đạp điện đánh dạy khỏe. Cũng hay. Đâu lý. Bây giờ anh sẽ cho em 100 triệu. 100 triệu. Đúng. À, mua quốc chiên ít thắt luôn, anh chạy đi đến dạy cho nó nhiều hơn nữa. Hay không? Đó, kinh doanh chưa? Em có đầu óc kinh doanh dữ thiệt. Bây giờ nè, anh cho em 2 tỷ. Đúng. Em mua chiếc xe hơi 100 triệu. Cho em đi đến dạy. Quá sàng luôn á. Kinh doanh dữ dằn chưa? Được. Bây giờ thử cho em 10 tỷ luôn đi. Được. Anh cho em 10 tỷ luôn. Thậm chí 11 tỷ luôn. Ủa lúc đó hả em sẽ mua một cái nhà hả? Rồi cái em mở cái đậy đi đến dạy tại nhà luôn. Ủa dữ chưa? Không biết kinh doanh á, kinh doanh dữ ha. Yeah. Thôi nãy giờ anh với em giỡn cũng đủ rồi á. Em biết á, công ty của anh á là một cái công ty âm nhạc lớn. Em á muốn xin ra đây làm á, em có tài cán gì không em gọi xin ra đây làm? Dạ cái này tại anh hỏi nên em mới nói nha, chứ em nhiều tài lắm á, tại em giấu á. Bây giờ em lỡ anh hỏi em trả lời luôn nha. Đó là cái này em tiết lộ bí mật của em á. Cái tài lớn nhất của em đó là em có thể ăn gạo thái cơm luôn đó anh. Em ăn gạo thái cơm luôn. Ôi nhưng mà gạo đó anh nhớ nấu chín giùm em nha. What? What the fuck? Bây giờ là anh á tụi em làm á không lương 1 năm. Em nghĩ sao? Trời ơi em đâu có nghĩ gì đâu anh. Bây giờ hả em làm cái đợi cho anh mà không lương cũng được nữa. Đừng giỡn nha em. Có tại anh giỡn em cướp gì. Còn nếu bây giờ á anh sẽ trả cho em 500.000 một tháng, em sẽ mang đến được gì cho công ty của anh? 500.000 một tháng. Vậy thì em sẽ mang đến tiếng cười, mang đến niềm vui cho công ty anh rồi. Bây giờ đó em muốn vô công ty anh làm á, anh có vài câu hỏi anh muốn hỏi em á. Dạ anh hỏi đi. Nếu mà em trả lời được á, anh sẽ nhận em vô làm việc luôn nè. Anh hỏi nè. Dạ. Ngày tháng năm sinh á của mẹ vợ anh đó là ngày mấy em biết không? Còn nữa nè. Dạ. Con ghẻ thứ 9 của anh á tên gì em biết không? Thấy chưa? nãy giờ anh hỏi mấy câu hỏi em cũng đâu có trả lời được đâu. Bây giờ đó, em muốn anh hỏi em cái gì để em trả lời được đây? Vậy thôi, giờ anh hỏi ba em là ai đi là em biết liền luôn á. Ủa, đương nhiên rồi, ba em phải biết chứ. Bây giờ anh hỏi luôn á, ba em là ai? Tại anh hỏi em trả lời nha. Ba em là chủ của công ty anh đang làm nè. Chủ của công ty anh đang làm nè. Công ty này nè, công ty của ba em á. Ủa tự nhiên ba em kêu cũng qua đi xin việc cái sao em không biết gì đâu. Trời ơi, người quen người nhà không mà. Dạ. Trời ơi, sáng giờ anh cũng biết mà. Anh giỡn em á. Dạ. Anh cũng biết là em là con của ship mà. Tại sáng giờ anh thấy em á vui tính quá. Anh giỡn thôi, chứ anh biết mà. Có gì em nói ship chứ cố ăn xíu. Dạ, ok, không có gì đâu. Nói chung là tính tình em vui vẻ cho nên là ai giỡn em cũng hay giỡn lắm. Như nãy em giỡn thì em cũng giỡn cho vui vậy chứ ba em cũng đâu phải giữ công ty này đâu. Cái gì? Em không phải còn có ship hả? Dạ, em không phải. Tại đấy nãy em giỡn vui, em giỡn cho vui á. Dạ. Cái gì rồi em không có đặt tiêu chuẩn của công ty của anh. Rồi ta. Vậy chắc mẹ em buồn lắm ta. Tại vì em biết sao không? Mẹ em là chủ công ty này. Mẹ công ty mày ba em giao lại cho mẹ em rồi. Trời ơi. Anh biết em giỡn mà nên cứ bắt chước giỡn theo em á cho anh biết. Anh biết. Anh nói nè, gần đây nè, có quán có mấy em tươi lắm. Anh em qua bển làm vài ve đi. Cái gì nói mẹ giúp anh Tiến. Ủa nhưng mà hồi xưa thôi. Tại vì á hồi xưa mẹ em làm ăn được rồi nên công ty phá sản nên bán lại cho người ta rồi. Giờ cái gia đình em giờ đi đừng dây chai chỉ đến chạy không à. Đến không đúng không? Ủa vậy là em không được nhận em bị đuổi hả? Đúng bấm đi từ tay về chứ bấm chứ làm gì ghê à bấm cái cục á. Ủa mà anh lên đây cho anh hỏi cái gì nữa. Hồi nãy anh nói vụ mà có mấy em tươi mát mà đi về ve xuyên xưa á rồi mình có đi không? Có mấy em tươi mát mà đi về ve xuyên xưa á rồi mình có đi không?